Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đến với kênh Cô Gái Nông Thôn của mình. Một ngày mới trong lành và mát mẻ ha. Đây, hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người về vườn hoa sống đời của mình ha. Hoa sống đời của mình thì có một số bông đã bắt đầu nở rồi các bạn ơi. Đó. Những cái này là sắp nở. Còn cái này thì nó đã nở rồi này, nở được một hai bông mà. Đó, hôm nay là ngày 13 thì ha, 13 tháng tháng mấy à? Tháng 12 à? Âm lịch. Nhiều khi nhớ quên. Đó. Hôm nay mình có lái vô mua này. Đó, đang lựa. Để xem coi ha. Mình cũng bán rải rác rồi các bạn. Đó, bán thưa rồi này. Đây là bán này. Đó, đây là những cái chậu mà người ta đang lựa rồi này. Đó. Đây chắc được anh mua mấy chục chậu anh? Mình mua 40 chậu. 40 chậu ha. Đưa lên Tây Nguyên ha. Anh thấy hoa này có đẹp không? Hoa thấy ok đấy. Hoa thì ok ha. Năm sau ghé ủng hộ em với nha. Năm sau em sẽ làm hai loại, một cái loại nó chậu nó to hơn cái này một chút, có cái loại nhỏ nhỏ như bên kia nữa. Để xuống con trước để cho chậu nó to hơn ha. Nó là dễ bán. Chậu to thì anh đi chợ nó dễ bán hơn đúng không? Con cặp nó cũng dễ. Đó. Sao anh lấy luôn 100 đi? Ừ? 100 luôn. Đó. Đẹp không các bạn? Đây. Dạ? Giờ đếm một người mất bao nhiêu rồi? Dạ. Ê, đây các bạn thấy không? Bông hoa của mình nó rất tuyệt vời, rất đẹp. Mình bán cũng khá nhiều rồi. Ngày năm nay ở đây ở cây mơ nó cháy hàng, hoa nó cháy hàng á. Đặc biệt là cúc mâm xôi. Cúc mâm xôi bây giờ người ta mua 200 ngàn một cặp mà không có kìa anh. Đấy. Những cái này của mình thì nó nở rồi ha, dư sức tới Tết rồi. Đó. Mình vẫn có một số chậu nó yếu để mình quay cho các bạn xem. Đây. Có hai cái clip này nó hơi yếu này. Nó còn nhỏ và hơi yếu. Cái này là mình cần phải rải phân thêm ha. Phân ở đây thì mình dùng là phân 20-15 ha. Đó. Cái này là cần rải phân để cho nó đẩy những cái đọt này nó lên nhanh hơn các bạn. Vừa xịt thuốc kéo đầu bông ha, vừa rải thêm phân vô cho cây. Rải thì mình có một video về cách rải đây ha. Mình rải ở vành thùng như thế này và rải một số lượng cũng vừa phải thôi. Đó. Rải phân vô để cây lá nó vừa được xanh, vừa được mướt này, vừa được đẩy cái bông lên cho nó nhanh hơn. Kết hợp với xịt thuốc kéo đầu bông. Hai cái đó thì mình đều có trong video hết rồi ha. Bạn nào mà muốn xem thì cứ vô kênh của mình xem. Đó. Những cái chai của mình là hôm bữa hơi yếu mà nay nó cũng lên hết rồi nè. Thỉnh thoảng thì trong vườn mình cũng có vài cây nó chết như thế này các bạn này. Nguyên nhân thì mình không biết được. Quay gần này. Nó bị thúi, bị úng. Làm như mà thời tiết nó thay đổi đột ngột nhiệt độ vậy á. Tự nhiên nó cái cây nó bị tức. Chứ bộ rễ thì rất đẹp, bộ rễ không hề bị đâu. Cái này là nó bị ngay ở trong cái thân cây á. Với lại một phần nữa mình bận rộn quá không có thời gian để xịt ngừa nữa ha. Đó. Thực ra thì rất bận các bạn ơi. Hai con nhỏ với cộng với làm vườn, cúc hoa nhiều loại quá không thể nào mà làm hết. Thì đành phải chấp nhận để cho cái cây nó hao bớt. Quay lại quay cho các bạn đây một số cây ở bên clip này ha. Đó. Thì nhìn chung là của mình là bắt đầu nó nở rộ đấy đó, bắt đầu thôi. Tầm 3-4 ngày nữa thì nó nở hết mà những cái giờ lái nó đi vô là toàn rút hết rồi. Rồi, quay qua với chậu xi măng của mình nè. Đây, chậu xi măng của mình thì hôm bữa nó nhỏ ha, yếu nhưng mà nay nó cũng nó lên này nè. Thì đối với những cái bạn nào mà cái cây nó còn yếu á,
thì cứ xịt thuốc kéo đầu bông lên ha. 3 ngày mình xịt một lần cũng được các bạn ơi. Đó, mình xịt thì vừa để cái cây nó lên rồi mình vừa quan sát nó, lấy kinh nghiệm sang năm mình làm cho nó được đẹp hơn, được rực rỡ hơn ha. Đó. Cái chậu này của mình là làm từ một cây đó các bạn. Như chậu này thì ngon rồi ha, tới chậu này thì cũng tạm được nè. Đó. Cũng tạm được, nhưng mà những cái đọt này nó vẫn rất yếu này ha. Gọi là rất yếu luôn nhưng không phải là yếu nữa đâu. Cho nên mình còn phải xịt thuốc và rải phân ở phía dưới thêm. Đó, ở dưới này hai cái chậu này của mình nó hơi yếu chút. Đó. Nó yếu nhưng mà cái này thì chắc tầm 10 ngày nữa thì nó bắt đầu nở ha. 10 ngày nữa là cũng đã 20 mấy rồi. 23 ha. Đúng rồi, 23, 23 thì bắt đầu nở là cũng được rồi, mình đi chợ cũng được. Đây cho các bạn xem, đẹp không? Cái này là chưa có nở bung hết đâu, mới nở được một số thôi mà đã nhìn thấy nó đã đỏ rực như vậy rồi ha. Nếu mà nó nở nó bung lên hết là vô cùng đẹp. Đấy. Đây này, các bạn thấy không, cái cây của mình này nhánh bông rất chi là nhanh. Chỉ hơi tiếc cái là năm nay nó vẫn so với cùng kỳ của mọi năm thì nó vẫn trễ ha. Giá như mà thời điểm bây giờ mà cái chậu nào cũng được đỏ rực như thế này thì tuyệt vời biết mấy ha. Đúng rồi. Thời điểm bây giờ là cái chậu nào cũng được như vậy này thì nó đẹp hơn nhiều, nhưng mà tính ra của mình cũng nó hơi trễ. Đó. Đây mình quay cho các bạn xem. Thì mình cũng đã rải phân nó cùng cách đây cùng lâu rồi, cũng tầm được 15 ngày rồi. Thì bây giờ mình là bắt đầu rải tiếp. Lái lấy đi bao nhiêu, còn lại bao nhiêu là mình sẽ tiếp tục sắp xếp lại và rải phân ha. Đó. Những bông hoa này. Rồi. Quay cho các bạn một chút về những cái chậu nhỏ của mình. Chậu nhỏ thì nó cũng nở rồi này các bạn. Đó. Nhưng những chậu này là nó bắt đầu nở rồi này. Những cái chậu nhỏ này á, nhiều bông lắm. Này, bông nó mọc ở dưới nách luôn. Đây mình quay. Cái này á, các bạn chơi ở trong Tết này, ra Tết này. Những cái chậu này nó cũng còn sẽ nở lên nè các bạn thấy không? Đó, một nách như thế này cũng lên bông này. Nó lên từ dưới lên trên ạ. Ở đây của mình nó hơi nhiều cỏ với lại là không được thông thoáng. Chứ nếu mà có không gian thông thoáng là cái bông nó sẽ lên còn dữ nữa cơ. Chào bà. Đó, cỏ lên quá trời luôn ha. Không có ở làm thời gian. 2 phút hả? Ờ. Rồi. Đây. Thì hôm nay mình chỉ quay cho các bạn xem về những cái cây hoa sống đời rồi, cập nhật tình hình cây hoa sống đời trong vườn của mình như vậy là thì nhìn chung thì cũng được 80% là tới Tết là rực rỡ ha. Còn 20% thì hơi yếu, phải tới cận Tết này nó mới được đẹp. Thì trong kênh của mình thì cũng đã có hết rồi. Có những cái video về kích thuốc để cho bông nó lên được nhanh hơn. Cũng có những cái video nói về rải phân này, nuôi cây bông, nuôi nuôi nụ rồi ha. Bạn nào mà quan tâm thì có thể vô kênh của mình xem lại. Và cũng thông báo cho các bạn một tin vui là vườn của mình bán là cũng đã gần hết hàng này, không còn nhiều nữa. Như thế này cũng còn lại không có bao nhiêu, tới khách đặt hết rồi nhưng mà chưa có lựa ra được ha. Đi lên trên này cho các bạn xem một chút thì ở trên này cũng vậy. Có những cái cây này thì cũng hơi yếu này. Cái này là do nó ở trong mát quá. Nhưng mình cũng đang xịt thuốc để kích nó lên ha. Như thế này xa xa thì đều cũng đã đỏ rực hết rồi. Đó. Thì bạn nào mà quan tâm tới cái ngành hoa mà muốn làm hoa thì muốn phát triển cái nghề hoa của mình thì các bạn cứ mạnh dạn ha. Mạnh dạn thử nghiệm các loại thuốc và thử nghiệm những cách làm. Từ đó thì đúc rút ra cho mình những cái kinh nghiệm. Rồi. Chỉ có như vậy thôi. Đó, những cái chậu trên này của mình thì nó cũng như thế này là nó sắp bung hết rồi nè các bạn. Với lại hôm bữa thì mình nghỉ thời điểm bây giờ thì các bạn cũng nên rải cho nó thêm một cử phân nữa là tới Tết là được rồi ha. Rải phân thì mình ở đây dùng phân 20-20-15 nha. Phân nuôi bông nuôi nụ. Đó. Đi trong vườn mà cũng trèo đèo lội suối quá trời luôn. Rồi video của mình tới đây là kết thúc rồi.
cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Tôi quay video thôi mà thời quá trời lắm.